Tin giáo phận Long Xuyên Thánh lễ phong chức linh mục tại giáo phận Long Xuyên Sáng ngày 12 tháng 7 năm 2018, tại nhà thờ Đại Đức Mẹ Tân Hiệp, Đức Giám mục Chính tòa giáo phận Du Xe Trần Xuân Tiếu đã cử hành thánh lễ phong chức linh mục cho 11 thầy phó tế thuộc khóa 12 của Đại Chủng Viện Thánh Quý. Hai tu sĩ dòng mẹ chúa cứu chuộc và một tu sĩ dòng thánh gia Long Xuyên. Tham dự thánh lễ phong chức còn có sự hiện diện của Đức Cha Phó Du Xe Trần Văn Toản, quý cha bề trên các dòng tu, hơn 250 linh mục trong và ngoài giáo phận, các tu sĩ nam nữ cùng đông đảo bà con giáo dân. Thánh lễ phong chức được cử hành đúng vào dịp Giáo hội Việt Nam vừa khai mạc năm thánh mừng kỷ niệm 30 năm ngày các thánh tự đạo được Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô thứ hai phong hiển thánh. Chính vì sự kiện quan trọng này mà trong bài chia sẻ lời Chúa, Đức Cha Phó đã dùng hình ảnh anh dũng của các thánh tự đạo để nhắn nhủ với các tân linh mục, các linh mục, tu sĩ và cộng đoàn tham dự thánh lễ. Ngài nói, đời linh mục là một cuộc tự đạo. Các linh mục càng dấn thân vào những nơi chẳng ai muốn đến, càng khiêm nhường hiến thân trong phục vụ, càng hiệp thông với cộng đoàn, càng biết cúi xuống để sống cho người khác, thì đời mình càng thuấn nhuần máu của các thánh tự đạo. Đức Giêsu chính là mẫu gương sáng ngời nhất. Thánh Phêrô đoàn công quý và Emmanuel Lê Văn Phụng là những tấm gương mà chúng ta cần nói gương bắt chước về chứng tá tự đạo. Thánh lễ phong chức linh mục kết thúc trong niềm vui của các tân chức cùng quý thân nhân và ân nhân, đặc biệt là niềm vui của gia đình giáo phận Long Xuyên vì giáo phần đã có thêm những thợ gặp trong cánh đồng truyền giáo.